bài học mỹ thuật đầu tiên của học sinh lớp 1 chương trình hiện hành. Và đây cũng là dịp cuối thầy Huân được giảng dạy nội dung này. Giáo án cũ thì sẽ khép lại, nhưng bài vở mới thì vẫn chưa mở ra. Đến nay mới được tập huấn chỉ một ngày ngắn ngủi trong dịp hè, nên thầy Huân vẫn chưa thể hình dung được có gì mới trong môn học mà thầy phụ trách. Thực tế là chúng tôi cũng chưa nắm bắt được gì nhiều. Nhưng mà nó thật sự ra cũng thấy là bảo là thay đổi cái chương trình chúng tôi bây giờ cũng nó thật sự ra cũng là vừa mình vừa cũ, nhưng bây giờ mình phải tiếp thu cái mới. Còn giữa cái cũ cái mới thì bây giờ cũng phải tự trau dồi mình thôi, còn bây giờ cũng không biết làm sao được. Tự làm mới mình là yêu cầu bức thiết khi đổi mới giáo dục. Thế nhưng trong điều kiện một trường bán trú với hàng trăm học sinh, giáo viên vừa đóng vai thầy lại vừa vào vai cha mẹ, thì thật khó để các thầy có điều kiện mà tự bồi dưỡng. So với các tỉnh thành khác, Hà Nội đi trước hơn nhiều trong việc chủ động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Tại Ba Vì, dịp hè vừa qua đã có 1.700 lượt giáo viên được tham gia các đợt tập huấn. Tuy nhiên, phần lớn các lớp này mới chỉ dành cho cán bộ quản lý và giáo viên chủ chốt. Mới được tiếp cận có 3 ngày thì tôi vẫn còn rất là bỡ ngỡ. Nhiều cái thì tôi vẫn chưa hiểu và tôi cũng rất là mong muốn là mình sẽ có nhiều buổi tập huấn sát sao và thực tế hơn về chương trình mới. Như chúng tôi đi tiếp cận thì cũng chỉ nắm được 70% thôi. Đấy. Thế sau đó chúng tôi lại về là những người đi tiếp thu về lại triển khai cho toàn trường cái nhận thức lệch. Đấy, cho nên là khi truyền đạt là cũng nhiều vướng mắc. Không riêng các trường vùng sâu, vùng xa, ngay tại trung tâm Hà Nội thì băn khoăn về chương trình mới cũng là một nội dung nóng. Chương trình này sẽ được hiện thực hóa như thế nào trong các nhà trường là câu hỏi nhận được nhiều quan tâm nhất tại Diễn đàn Giáo dục Việt Nam năm 2019. Chúng ta nói là học sinh là trung tâm, tuy nhiên vào cái thời điểm này thì giáo viên là những người cần được quan tâm trước, bởi vì khi giáo viên mà họ không hiểu rõ về chương trình và không tạo cho họ cái cơ hội để họ được phát huy cái khả năng sau khi đã hiểu chương trình của mình thì họ sẽ không làm cái chương trình đến được với học sinh. Thay đổi lớn nhất của chương trình mới là chuyển từ cách dạy truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất năng lực. Như vậy muốn học sinh phát triển bao nhiêu năng lực thì cũng cần phải trang bị ít nhất bằng đó năng lực cho giáo viên ở mức độ cao hơn. Trong bối cảnh cấp tập của năm học bản lề thì nhiều người lo ngại rằng việc chạy theo đúng những gì đang có của chương trình mới theo kiểu giáo viên vừa chạy vừa xếp hàng sẽ rất khó khăn. Không chỉ giáo viên chưa sẵn sàng mà hiện nay điều kiện cơ sở vật chất cũng khó có thể đáp ứng đổi mới giáo dục. Tôi biết rằng những đơn vị trường vùng cao như chúng tôi thì có làm được hay không? Thì đấy cũng là cái điều mà chúng tôi cũng rất trăn trở. Sách giáo khoa, tài liệu và cũng là phương tiện đầu tiên để giáo viên, người dân tiếp cận chương trình cũng đang chờ thẩm định. Khó khăn nhất là bây giờ chúng tôi chưa được biết cái chương trình, cái nội dung cụ thể của từng môn trong cái chương trình mới. Một cách sớm nhất có thể để cho các nhà trường chúng tôi chủ động trong việc nghiên cứu, trong việc lựa chọn. Khi mà các điều kiện cần vẫn chưa đủ thì càng gia tăng mối lo. Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ quá mới khi bắt đầu. Tiêu điểm chuyển động 24 giờ, 11:30 ngày 7 tháng 10 năm 2019 trên VTV1 và VTV Go.